Ô em ơi, rất là tuyệt vời, anh rất là ưng ý em ạ. Trong quá trình mà anh trồng răng á, thì bác sĩ rất là giỏi và làm thì rất là êm ái. Chính vì vậy mà anh quên đi cả cái lo lắng, quên đi cả căng thẳng và cũng không còn cảm thấy đau nữa. Mình tên là Phan Linh, hiện tại bây giờ mình đang sống tại Bình Dương và mình là một giáo viên dạy tiếng Trung Quốc. Đầu tiên á, thì anh cũng không định đi thăm khám đâu. Anh rất là chủ quan, nhưng mà sau này á, thì răng nó lung lay rồi nó đau á, làm cho anh cái việc mà ăn uống hay là nhai thì rất là khó khăn và nó còn ảnh hưởng tới nhiều cái khác nữa. Và có một lần thì anh cũng tâm sự với bạn anh, thì bạn anh có giới thiệu cho anh tới Daisy và bạn anh cũng đã từng trồng răng tại đây rồi. Chính vì vậy mà người thật việc thật, cho nên là anh rất là yên tâm khi tới đây để mà trồng răng. Và Daisy rất là chuyên nghiệp. Nhất là khi anh bước vào là đã ấn tượng rồi ấy. Anh thích nhất là cái cách chào đón của nhân viên ở đây, rất là nhiệt tình và tư vấn thì rất là kỹ, làm cho anh thì rất là yên tâm. Răng anh như thế nào á thì bác sĩ điều trị như vậy, chứ không có vẽ vời hay là thêm thắp cái này thêm thắp cái kia. Và còn nhiều những cái điểm cộng ở đây nữa, như là cơ sở vật chất thì rất là khang trang đẹp đẽ này, trồng răng thì với công nghệ rất là hiện đại. Và bây giờ thì anh có thể là ăn được thịt bò, rồi ăn được tôm, ăn được cua vậy đó. Và bây giờ thì anh ăn anh cảm thấy rất là ngon miệng á. Anh chọn trụ răng Implantica là cũng là do bạn anh gợi ý. Thì trụ răng Implantica nó có xuất xứ từ Pháp và nó có nguyên liệu là 100% từ titanium nguyên chất, và nó có tính ổn định rất là lâu bền và chịu lượng rất là tốt. Và bây giờ anh trải nghiệm thì anh thấy đúng là như vậy đó. Và nếu mà ai mà muốn trồng răng implant thì hãy đến Daisy, là một trong những cái địa chỉ đáng tin cậy. Và Phan Linh đây là người thật việc thật nè. Nhà khoa quốc tế Daisy là số 1.